chiếu. Em đang cảm nhận mọi người bấm subscribe ủng hộ mình nha, bấm đăng ký ủng hộ mình. Đây cảm nhận lớn quá, buồn buồn ngồi nghỉ một chân.
này sẽ mình ăn đũa. Mình ăn có này. Ly lên trên dâm cái hình. Ở dưới được nhìn đó. Gọn gàng. Cái này cái gì ta? À, cái này bỏ giấy cũng vậy. Cây tấm giấy này. Mình bán đồ cho chó. Đây được chơi. Adidas,
dễ thương. Ăn gì hết. Nói được rồi. Mười một đô. Hai mươi lăm đô. Còn vô đây còn có 11 đô. Như cái người ra đi đất nữa nè. Ăn đất nè. Không. Ăn đất nè. Đã coi như đây. 45 đô. Không. Không lòng thôi. Bên này. Không có cái giá như thế này. Giá chính của nó là giá của các tiệm này 25 đô. 45 còn 25 đô. Khu nhà khu đồ chơi không biết khu em bé nó đang được đồ chơi đồ áo quần nón mũ giày dép lớn tất kênh của mình cũng chưa tiêm tiền được, nó tiêm tiền với nó không đủ điều kiện, không sạch sẽ, biết cái gì vậy, cái gì đó nguy hiểm. Thank you.
cơ bản là chính. Nước thơm cho xe, treo lên xe, gắn gắn ngay cái chỗ mới lạnh xe. Nhiều là mở một cái này là mình đang $6 $5 $4.50 không có biết tôi đi rừng đi cắm trại mỗi ngày sắp xếp lại mỗi ngày để cho con cá xếp lại là mỗi ngày chỉ ngồi giữa đường mỗi ngày giờ có nhiều cá mà tôi sợ luôn cái cục thơm này để trên xe luôn nhưng mà để cho nó lóc cái lỗ để cái lỗ đựng cái ly nước cái lỗ này được tốt hơn đó không có tiện bằng cái này chơi luôn mình chơi vô cái chỗ mới lạnh hết mới lạnh video này nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các kênh sách, các video sau.